đội tuyển Việt Nam hào hứng tập luyện, sẵn sàng cho trận đấu then chốt với đội tuyển Iraq. Đêm ngày 10 tháng 6 giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân thi đấu Bakra International và hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Iraq. Mặc dù không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn hướng tới trận đấu với sự tập trung và tinh thần quyết tâm cao nhất. Sân vận động Bakra International, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam, được đánh giá là chảo lửa của bóng đá Iraq với sức chứa 65.000 khán giả. Vé xem trận đấu cũng đang tạo cơn sốt tại Bakra, hứa hẹn các khán đài sẽ được phủ kín bởi cổ động viên của đội chủ nhà. Đáng chú ý, đội tuyển Iraq chưa từng bị đánh bại khi thi đấu trên sân Bakra International kể từ trận đấu chính thức đầu tiên được tổ chức tại sân này hồi năm 2019 cho đến nay. Họ cũng đã nâng cúp vô địch vùng vịnh khi giải đấu diễn ra tại sân Bakra International vào năm 2023. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á khi được thi đấu trên sân nhà Bakra International, đội tuyển Iraq đã thắng Philippines 1-0 và thắng đậm Indonesia với tỷ số 5-1.